Yeah, và hai xin chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Oh yeah, và mình là Ed ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài mod trên MCPE. Đây là phiên bản 1.0 nhá. Đây như các bạn thấy. Đó. Đây có Ngọc, Ngọc Ender đây nhá. Là các bạn có thể chắc chắn đây là phiên bản 1.0 rồi. Đó. Xmat minigun gì đây? Mình nhớ rồi. Đây là khẩu súng minigun bắn bóng tuyết. Còn đây là minigun bắn thuốc nổ này, bắn ra mũi tên nổ này. Đó. Chỉ với lại hơn 30 viên đạn thôi mà eo cái đấy các bạn có thể nhìn. Nó lết một phát mà cả một cái đường dài dòng như thế này. Không biết cái này có bắn được chết Ender Dragon không nữa. Cái đấy thì mình không biết nhá. Ok. Mày chúng mày láo. Đó. Rất là mạnh. Các bạn nhìn này. Đó. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài mod nhá. Vì trên phiên bản MCP 1.0 thì nó vẫn chưa hỗ trợ cho cái mod nhá. À, Block Launcher thì nó vẫn chưa hỗ trợ cho các bạn mod nhá. Nhưng bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài mod vào phiên bản MCP 1.0 nhá. Và như các bạn đang thấy, đó, đây là Block Launcher nhá. Nhưng không phải là cái phiên bản bình thường đâu. Đây là Block Launcher phiên bản beta nhá. Chưa phải phiên bản chính thức đâu. Vì phiên bản Block Launcher thì phiên bản chính thức nó vẫn còn hỗ trợ 0.16 nhá. Bây là giờ nó là bản 1.0 rồi, khá là xa rồi. Đó, và đây là bản beta và nó có hoàn toàn có thể sử dụng được ở trên cái phiên bản 1.0 nhá. Bây giờ các bạn có hai cách để cài mod nhá. Cách thứ nhất đó chính là các bạn vào mod for Minecraft. Cách này thì khá là dễ thôi. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những con khác nhau. Đó, ở đây thì cái gì đây? Cái này mình sẽ review sau. Còn chính là cái này. What quảng cáo này. Vẫn còn rất là nhiều quảng cáo nữa. Cái gì? À, hiểu rồi. Rồi, bắt đầu. Rồi. Đó. Rồi, và sau khi chúng ta cài xong, nó sẽ cho chúng ta hai cái bảng. Một là Master MCP, MCPE Master đấy. Ok, đây là Tem and Family suốt ngày nói chuyện thôi à. Đó. Thì mình sẽ chọn Block Launcher nhá. Vì MC Pair Master thì mình cũng chưa chắc nó đã hỗ trợ hay chưa. Và Block Launcher thì vẫn tốt hơn nhá. Nên mình sẽ chọn Block Launcher. Và mình xin nói lại một lần nữa. Link mình để kèm dưới phần mô tả. Ok. Rồi, đó nó sẽ khi cài xong nó hiện lên chữ import này. Đây là resource pack các bạn, import node. Cái gì? Nó bỏ làm sao kẹt bả nó. Vậy thôi. Rồi sau đó chúng ta vào Block Launcher. Ok, và sau khi chúng ta đã cài xong cái mod Potter Ghoul 2. Không biết đọc làm sao nữa. Rồi chúng ta sẽ vào một cái map củi bắp mà chúng ta test. Rồi. Cái map này chỉ là cái map do fan mình làm thôi nhá. Nhưng mà nó hơi bị củi bắp nên mình cũng không dám lôi ra review. Ok. Hello and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Ok, và chúng ta đã ở trong một cái map đó. Chúng ta bây giờ mình sẽ bắt đầu test nhá. Thế này là sao? Mình không hiểu lắm.
À, có thể là do nó bị lỗi một tí, chắc là do lỗi phông nền hay gì đó. Có thể là do cái gì nhỉ, mình phải gọi là gì nữa đấy, nhắn lên đó, bắn đi. Trời ơi, ra vậy, bắn nào, cái đờm mà bắn đi. Rồi đó, và mình có cảm giác như cái này nó bị làm sao ấy. Đó, vì cái này nên nó mới có bản beta nên nó vẫn khá là nhiều lỗi nhá, mình cũng chưa biết xài nhiều lắm. Cái đây là cái gì? Không biết nữa. Portagun này, súng vàng này, súng sắt này, súng lava này, súng gỗ với đá. Wow. Cái gì đây? À, hiểu rồi. Đó, đây là mốt cổng. Hay. Đó, đập đi. Rồi, đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu quá trình teleport. Đấy, đây các bạn nhìn kỹ nhé. Đấy, đó. Rất là hay phải không ạ? Mỗi tội là do cái này nó vẫn chưa đầy đủ lắm thôi. Chắc cổng kia hỏng rồi. Và cái cổng này chắc nó cũng chả tồn tại được lâu đâu. Ok. Rồi và như thế là chắc chúng ta cũng đã biết được cách để cài đặt nó rồi nhé. Rồi và nếu các bạn thích video này của mình, hãy like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được các video mới nhất và cũng như để ủng hộ mình. Ok. Bye bye. 3, 2, 1.